Cái kiển công danh mến chào của anh chị em đang xem kênh là TK Bonsai ạ. Em tên là Công Danh ạ. Số điện thoại của em là 0965188838, cũng là số Zalo của em ha. Em cũng không quên cảm ơn anh chị em những clip vừa qua đã nhiệt tình ủng hộ em cảm ơn rất là nhiều ạ. Hôm nay em lên clip mới là trang phôi và sam trái. Mong anh chị em xem clip và ủng hộ em. Bây giờ em xin phép vô cây số 1 là cây trang phôi này, trang cam anh chị em. Trang cam lá nhỏ. Mã số 1 à. Này có dáng bài luôn anh chị em ơi. Chiều cao nó 20. Cái này em bao sống, bao ship toàn quốc anh chị em. Cái hoành nó 22. Mã số 1 có giá là 600 ngàn ạ. Rồi xin tới cây. Tiếp theo là mã số 2 à, cũng là chăn cam anh chị em. Ố này chăn vàng, em lộn, cái này cây chăn vàng nha. Chiều cao nó 27 à. Cái này cái bộ đế nó đặc luôn anh chị em ơi. Cái hoành nó 37 à. Này có giá 800 ngàn nha. Tiếp theo là số 3 chăn cam ạ. Chiều cao nó 25 ạ. Cái hoành nó 21 ạ. Mã số 3 có giá 450 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 4 ạ. Cũng là chăn cam luôn nha. Chiều cao nó 23. Cái hoành nó 26 ạ. Có giá 550 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 5 ạ. Cái này cũng là chăn cam luôn nha. Ố này chăn vàng. Cái này cái chăn vàng. Mã số 5. Chiều cao 24 ạ. Cái hoành nó 32 ạ. Này có giá là 700 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 6 ạ. Cái này chăn cam nha. Chiều cao 20 ạ. Cái hoành nó 24 ạ. Có giá là 450 ngàn ạ. Xin tới cây. Tiếp theo là mã số 7 ạ. Này chăn đỏ nha. Chăn đỏ lá nhỏ nha. Phôi chăn đỏ lá nhỏ. Chiều cao 24 ạ. Cái hoành 20 ạ. Này có giá 500 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 8 ạ. Chiều cao 20 ạ. Này cũng là chăn đỏ luôn anh chị em. Cái hoành 20 luôn ạ. Này cũng có giá là 500 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 9 ạ. Cũng là chăn đỏ luôn ạ. Chiều cao 15 ạ. Cái hoành 17 ạ. Cũng có giá là 450 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 10 ạ. Cái này cái chăn vàng nha. Chiều cao 24 ạ. Cái hoành nó 25 ạ. Này có giá 700 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 11 ạ. Cái này chăn đỏ nha anh chị em. Chiều cao 21 ạ. Cái hoành 20 ạ. Này có giá 400 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 12 ạ. Cũng là chăn đỏ rồi, này có dáng bay nha anh chị em.
Chiều bay của nó là 24 ạ. Cái hoành nó 23 ạ. Này có giá là 600 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 13. Cái này là cây chăn vàng nha. Chiều cao 22 ạ. Cái hoành 21 ạ. Có giá là 450 ngàn ạ. Tiếp là mã số 14 ạ. Là chăn cam ạ. Này cũng có cành bay luôn. Cành bay của nó 17 ạ. Cái hoành 25 ạ. Mã số 14 có giá 450 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 15 ạ. Cái này cây chăn cam nha. Chiều cao 25 ạ. Cái hoành 25 ạ. Có giá 500 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 16 ạ. Cái này cũng là chăn cam luôn nha. Chiều cao 21 ạ. Cái hoành 18 ạ. Này có giá 400 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 17 ạ. Cái này cái chăn đỏ nha. Chiều cao 26 ạ. Cái hoành 24 ạ. Có giá 550 ngàn ạ. Tiếp theo là cây chăn cam. Này cái dáng bay nha anh chị em. Mã số 18 ạ. Chiều bay của nó là 27 ạ. Cái hoành 20 ạ. Cái này có giá 700 ngàn ạ. Cây chăn cam nha anh em. Tiếp theo là mã số 19 ạ. Này cây chăn vàng. Này mà có cái dáng là gió lùa nha. Chiều cao 24 ạ. Cái hoành 29 ạ. Cái này có giá 800 ngàn ạ. Mã số 19 ạ. Rồi, xin đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 20 là chăn cam. Chiều cao 29 ạ. Cái hoành 24 ạ. Này có giá 500 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 21 ạ. Chiều cao 22 ạ. Cái hoành 17 ạ. Có giá là 400 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 22 ạ. Cũng là chăn cam luôn nha. Chiều cao 19 ạ. Cái hoành 18 ạ. Cũng có giá là 400 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 23 ạ. Cũng là chăn cam luôn ạ. Chiều cao 22 ạ. Cái hoành 25 ạ. Cũng có giá là 500 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 24 ạ. Chiều cao 26 ạ. Cái hoành 22 ạ. Có giá 450 ngàn ạ. Tiếp theo là cây chăn đỏ mã số 25 ạ. Chiều cao 21 ạ. Tổng hoành nó là 30 ạ. Mã số 25 cũng có giá là 500 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 26 ạ. Cái này chăn cam nha. Chiều cao 25 ạ. Cái hoành 28 ạ. Có giá 450 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 27 ạ.
Cái này cái chân vàng anh chị em, mã số 27, chiều cao 31 à, cái hoành 23 à. Này có giá là 700.000 à. Tiếp theo là cái chân cam nha anh chị em. Cái này cái chân cam, chiều cao nó 29 à. Cái hoành của nó là 23 à. Này chân cam có giá là 600.000 à. Rồi. Tiếp theo là mã số 29, này là sam trái nha anh chị em. Sam núi, sam trái cũng là nó đó. Cái này em cũng bao sóng, bao sóng bao ship toàn quốc nha anh chị em. Chiều đổ nó là 23 à. Cái hoành nó khó đo quá. Này nó đầy cái ống nước, hết ống nước rồi anh chị em ơi. Này mã số 29 có giá 300.000 à. Cái này ai cho anh chị em nào chốt một cặp thì em bớt giá còn 550.000 à. Một cây thì 300.000 à. Chiều đổ là 27 à. Cái hoành nó 13 à. Cũng có giá là 300.000 à. Tiếp theo là mã số 31 à. Cũng là sam trái luôn anh chị em. Chiều đổ nó là 28 à. Này cũng ăn hết ống nước luôn anh chị em ơi. Mã số 31 cũng có giá là 300.000 à. Tiếp theo là mã số 32 à. Chiều đổ là 29 à. Cái hoành của nó 14 à. Cũng có giá là 300.000 à. Tiếp theo là mã số 33. Chiều đổ nó là 34 à. Cái hoành của nó là 16 à. Mã số 33 cũng có giá là 300.000 luôn à. Tiếp theo là mã số 34 à. Chiều đổ là 34 à. Cái hoành của nó 16 à. Cũng có giá là 300.000 luôn ạ. À. Tiếp theo là mã số 35 à. Chiều đổ 35 à. Cái hoành 11 à. Cũng có giá là 300.000 luôn ạ. À. Tiếp theo là mã số 36 à. Chiều đổ 24 à. Cái hoành của nó 13 cũng có giá là 300.000 à. Tiếp theo là mã số 37 à. Chiều đổ 30 à. Cái hoành 15 à, cũng có giá là 300.000 luôn à. Tiếp theo là mã số 38 à, cũng là sam trái luôn à. Chiều đổ 25 à. Cái hoành 15 à. Mã số 38 cũng có giá là 300.000 luôn ạ. À. Tiếp theo là mã số 39 à. Chiều đổ nó 13 à. Ờ 19 à. Cái hoành 12 à. Mã số 29 cũng có giá là 300.000 luôn ạ. À. Tiếp theo là mã số 40 à. Chiều đổ 25 à. Cái hoành 16 à. Mã số 40 cũng có giá là 300.000 luôn ạ. À. Tiếp theo là mã số 41 à. Chiều đổ 29 à. Cái hoành nó 14 à. Cũng có giá là 300.000 luôn ạ. À. Tiếp theo là mã số 42 à. Chiều đổ là 25 à. Cái này nó ăn hết ống nước luôn nha anh chị em.
Cái mã số 42 cũng có giá là 300 ngàn luôn ạ. Tiếp theo là mã số 43. Chiều đỏ nó 24 ạ. Cái hoành nó 12 ạ. Mã số 43 cũng có giá là 300 ngàn luôn ạ. Tiếp theo là mã số 44 ạ. Chiều đỏ 33. Cái hoành nó 15 ạ. Cũng có giá là 300 ngàn luôn ạ. Tiếp theo là mã số 45 ạ. Chiều đỏ 37 ạ. Cái hoành nó 12 ạ. Cũng có giá là 300 ngàn luôn ạ. Tiếp theo là mã số 46 ạ. Chiều đỏ 22 ạ. Cái hoành nó 15 ạ. Mã số 46 cũng có giá là 300 ngàn luôn ạ. Tiếp theo là mã số 47 ạ. Chiều đỏ 22 ạ. Cái hoành 13 ạ. Cũng có giá là 300 ngàn luôn ạ. Tiếp theo là mã số 46 ạ. 48 ạ. Mã số 48 nha anh em, cũng là xăm trái ạ. À. Cái chiều đỏ là 31 ạ. À. Cái hoành nó 12 ạ. À. Này cũng có giá là 300 ngàn luôn ạ. À. Tiếp theo là mã số 49 ạ. À. Chiều đỏ 27 ạ. À. Hoành 12 ạ. À. Cũng có giá là 300 ngàn luôn ạ. À. Tiếp theo là mã số 50 ạ. À. Chiều đỏ là 29 ạ. À. Cái hoành cái hoành của nó là ăn hết ống nước luôn nha anh chị em. Cũng có giá là 300 ngàn luôn ạ. À. Tiếp theo là mã số 51 ạ. À. Chiều đỏ là 24 ạ. À. Cái hoành cũng ăn hết ống nước luôn rồi. Mã số 51 có giá là 300 ngàn luôn ạ. À. Tiếp theo là mã số 52 ạ. Mã số 52 này cũng là mã số hết clip em nghe anh chị em. Chiều đỏ 29 ạ. Cái hoành nó 16 ạ. Cũng có giá là 300 ngàn luôn ạ. Mã số 50 cũng ở 52 cũng là mã số hết clip của em luôn ha. Anh chị em nào có chốt cây thì xin liên hệ số điện thoại của em là 0965188838 ha, cũng là số Zalo của em. Em cũng hết clip, em xin kính chúc quý anh chị em thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, và em xin chào ạ.